xin chào 500 anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dee Channel và mình là Đan Anh đây. Như các bạn cũng đã biết đó, những ai mà đang sử dụng điện thoại di động cũng như là dùng những cái nhà mạng tại Việt Nam đang hoang mang lo lắng bởi vì nhà mạng Việt Nam đang bắt đầu thay đổi cái số đầu. Vậy thì trong video clip ngày hôm nay, Đan Anh sẽ chỉ các bạn một cách để chúng ta có thể dễ dàng đổi những cái đầu số tự động trong danh bạ của mình một cách nhanh chóng nhất. Bắt đầu từ hôm nay ngày 15 tháng 9, các sim điện thoại từ 11 số sẽ chuyển về 10 số để thuận tiện cho việc liên lạc trong thời gian tới. Tiếp theo thì các bạn hãy tải ứng dụng tự động này để chuyển đổi danh bạ từ 11 số sang 10 số nha. Đầu tiên các bạn vào Google Play đối với smartphone Android hoặc là App Store đối với iOS và gõ từ khóa là đổi đầu số. Nếu như những cái app này bạn không cảm thấy tin tưởng cho lắm thì các bạn có thể đổi sang những ứng dụng của các nhà mạng như là MyMobiFone, MyViettel hay là MyVinaphone. Ngoài từ khóa đổi đầu số, các bạn cũng có thể sử dụng từ khóa là đổi 11 số sang 10 số để tìm các ứng dụng chuyển đổi. Một thông tin tiếp theo nữa là từ 0 giờ ngày 15 tháng 9, các sim 11 số sẽ được đổi thành 10 số theo lộ trình sau. Với sim Viettel thì thời gian sẽ là từ khoảng ngày 15 cho đến ngày 7 tháng 10. Và MobiFone sẽ là ngày 15 tháng 9 đến 24 tháng 9 và hạn xa nhất sẽ là 7 tháng 10 cho đến 10 tháng 10. Và với Vinaphone sẽ là từ ngày 15 cho đến ngày 24 tháng 9 tùy đầu số. T-Mobile cũng như là Vietnam Mobile cũng sẽ khoảng từ 15 đến ngày 23 tháng 9. Việc chuyển đổi bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Và khi tiến hành chuyển đổi, các nhà mạng sẽ phải quay số song song, duy trì cả số cũ và số mới từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018 và duy trì âm báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Theo lộ trình thì đến ngày 10 tháng 10 năm 2018, anh em sẽ bắt đầu đổi số trong danh bạ. Ok, vừa rồi là một vài thông tin về việc đổi đầu số của các nhà mạng tại Việt Nam cũng như là cách mà các bạn có thể tải app về để có thể tự động chuyển đổi những cái đầu số trong danh bạ của mình ngay từ bây giờ. Vậy thì bạn nghĩ sao về việc chuyển đầu số này và bạn nào đã thực hiện thành công hay chưa? Thì hãy để lại dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Dee Channel đó. Bye bye!